không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Cái này là cái các ông chí phải tổng kết, các ông chí phải nhân lên tại sao chúng ta làm được việc này. Đấy, thì tôi nói ví dụ thế. Và chúng ta tự tin để chúng ta làm việc khác. Tự tin, tự lực, tự cường. Chưa dốc lòng theo đuổi. Mình đọc được một đoạn trích rất truyền cảm hứng ở cuốn sách Trong lòng bình yên chính là hạnh phúc, có nội dung thế này: tôi không muốn giam cầm bản thân vì người khác thêm nữa. Tôi muốn được tự do. Tôi không còn quan tâm chuyện đó có khả thi hay không nữa. Tôi quyết định chỉ tập trung vào việc mình muốn làm. Thay vì chờ đợi thế giới thay đổi, tôi chọn thay đổi bản thân mình. Ta chẳng thể nào kết luận bản thân không có khả năng làm việc gì khi mà ta chưa thử bắt tay vào làm nó. Sau cùng thì chúng ta chỉ hối tiếc về chuyện mình chưa làm. Đừng để bị cuốn vào những điều tồi tệ. Bạn phải trở nên tốt hơn, ngày càng tốt hơn. Không có năm nào là năm nháp cả. Kể cả bọn mình có thất bại, có chun bước, thì đó đều là bài học mà bọn mình cần phải học. Hồi lớp 4 khi mình nhận được điểm 6 môn toán, đó là lần đầu tiên điểm mình kém như vậy, thì mẹ mình đã bảo là đây không phải là thất bại, mà đây là lúc để con nhận ra con cần phải cố gắng hơn. Thực ra những thứ mà bọn mình nghĩ nó là vấn đề ấy, thì nó là vấn đề chỉ khi chưa tìm được. Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc. Có lẽ trưởng thành thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện, mà chính là sẽ chẳng sao hết nếu hôm nay bạn buồn vì bầu trời đổ mưa, hay là việc bạn đóng cửa phòng, tắt hết thông báo điện thoại, tránh xa tất cả chỉ để ngủ một giấc sau một ngày quá dài. Bạn biết không, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Người suy cho cùng thì chúng tự do, chúng trở nên quý hiếm và độc đáo, không phải vì muốn được người khác đến công nhận. Tất cả chúng ta đến thế giới này chỉ để cảm nhận hoa nở thế nào, suối chảy ra sao. Bạn muốn bay ạ? Thank you.
Chuyện gì đó ngoài tầm với hoặc là không phù hợp với bản thân thì có thể lựa chọn buông bỏ, nhưng mà đừng bao giờ dừng lại. Hãy chuyển sự cố gắng sang một thứ khác, đừng bao giờ dừng lại quá trình cố gắng. Mình đã rất cảm ơn mình trong năm nay vì mình đã cố gắng trong cái giai đoạn mà mình suy sụp nhất và mọi thứ tệ hại với mình nhất.